Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa hạng 1 của thành phố, tuyến cuối chuyên ngành sản phụ khoa với 7 nhiệm vụ trọng tâm: khám chữa bệnh sản khoa và kế hoạch hóa gia đình, nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên môn, chỉ đạo tuyến, phòng bệnh, quản lý kinh tế và hợp tác quốc tế. Khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được thành lập vào tháng 8 năm 2006 với sứ mệnh ươm mầm hạnh phúc và góp phần nâng cao chất lượng dân số. Năm 2018, bệnh viện phát triển lĩnh vực nam học trong hỗ trợ sinh sản, trở thành khoa hỗ trợ sinh sản và nam học, thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đem lại niềm tin cho các cặp vợ chồng đang mong con. Khoa hỗ trợ sinh sản và nam học được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, mong muốn mang tới cho khách hàng những trải nghiệm thoải mái, tiện nghi nhất với sự tiếp đón, chăm sóc thân thiện, chuyên nghiệp. Khoa đã xây dựng thành công mô hình khám và điều trị khép kín toàn viện với các nhiệm vụ khám, tư vấn về sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, tiền mang thai. Khám, chẩn đoán, điều trị, tư vấn thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho các cặp vợ chồng vô sinh, sinh con theo phương pháp khoa học, chẩn đoán, di truyền. Khám, tư vấn hiếm muộn, thực hiện được tất cả các kỹ thuật cao cấp, phục vụ quá trình hỗ trợ sinh sản. Khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn nam. Khám, tư vấn các bệnh nam khoa. Khoa hỗ trợ sinh sản và nam học, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Cùng đội ngũ thạc sĩ, cử nhân công nghệ sinh học, điều dưỡng, kỹ thuật viên với trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Định kỳ thực hiện tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên, các bác sĩ thường xuyên tham gia những chương trình đào tạo y khoa liên tục, hội nghị chuyên ngành hỗ trợ sinh sản hàng đầu trong nước và quốc tế. Ngay từ những ngày đầu thành lập, khoa hỗ trợ sinh sản và nam học đã luôn được chú trọng đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống máy móc hiện đại, trong đó chú trọng nhất vào việc xây dựng phòng lab đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của các tổ chức hỗ trợ sinh sản uy tín trên thế giới. Hệ thống tắm khí air shower, hệ thống cảnh báo nhiệt độ, hệ thống kính hiển vi đảo ngược, laser hỗ trợ phôi thoát màng, tủ nuôi cấy phôi, buồng thao tác IVF, áp dụng xác thực vân tay và mống mắt cho khách hàng IVF, đảm bảo chính xác tuyệt đối, tính khách quan, chống nhầm lẫn noãn, tinh trùng, phôi của khách hàng, chặt chẽ về thủ tục hành chính. Từ năm 2020, khoa hỗ trợ sinh sản và nam học đã đưa vào sử dụng hệ thống theo dõi phôi hiện đại bậc nhất TimeLapse, giúp tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy phôi liên tục. Phần mềm phân tích phôi được tích hợp trí tuệ nhân tạo, công nghệ AI giúp tự động đánh giá hình thái và động học phôi liên tục, giảm tối thiểu những ảnh hưởng của thay đổi nhiệt độ, độ ẩm lên môi trường nuôi cấy, lựa chọn những phôi tiềm năng nhất dựa trên cơ sở dữ liệu khổng lồ của thế giới và liên tục được cập nhật. Phương pháp này giúp chuyên viên phôi học và người bệnh có thể theo dõi cả quá trình phát triển của phôi, giảm tỷ lệ sảy thai và tăng tỷ lệ trẻ sinh sống, kết hợp mô hình TimeLapse và chuyển đơn phôi giúp tăng hiệu quả IVF cũng như giảm tỷ lệ đa thai trên lâm sàng. Bên cạnh đó, khoa hỗ trợ sinh sản và nam học còn có sự hợp tác, hội chẩn liên khoa của các chuyên gia nam học, sản phụ khoa, sơ sinh, xét nghiệm di truyền học, tế bào gốc, tối ưu quá trình điều trị cho khách hàng với mô hình khép kín trong bệnh viện. Sau hơn 17 năm hoạt động, khoa hỗ trợ sinh sản và nam học đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc, góp phần nâng cao chất lượng dân số cho đất nước. Khoa cập nhật và phát triển các kỹ thuật tiến bộ nhất về phôi hiện có trên thế giới, thực hiện thường quy các kỹ thuật như bơm tinh trùng và buồng tử cung IUI, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm IVF, tiêm tinh trùng vào bào tương noãn ICSI, hỗ trợ phôi thoát màng AH, hỗ trợ phôi làm tổ, kỹ thuật chọc hút tinh trùng từ màu tinh qua da PESA, kỹ thuật chọc hút tinh trùng từ màu tinh qua vi mẫu MESA, kỹ thuật chọc hút tinh trùng từ mô tinh hoàn TC, chuyển phôi ngày năm, chữ lạnh phôi, noãn và tinh trùng, sinh thiết phôi, hoạt hóa noãn. Khoa thực hiện trên 30.000 lượt khám và tư vấn hiếm muộn mỗi năm, thực hiện chọc hút noãn hơn 1.000 chu kỳ một năm, chuyển phôi hơn 1.100 chu kỳ một năm, đông phôi hơn 7.000 phôi một năm, sinh thiết phôi hơn 2.500 phôi một năm. Nhờ trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm của đội ngũ y bác sĩ, cùng với việc áp dụng những tiến bộ trong công nghệ hàng đầu, tỷ lệ có thai của bệnh nhân hiếm muộn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm lên tới trên 63%. Cho đến nay đã có hơn 10.000 em bé ra đời nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, khoa hỗ trợ sinh sản và nam học còn thường xuyên phối hợp với các đơn vị lân cận,
tổ chức các khóa học đào tạo liên tục về các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cơ bản trong lâm sàng và labo. Từ năm 2019, Ban Giám đốc chỉ đạo khoa hỗ trợ sinh sản và nam học phối hợp cùng các khoa phòng trong bệnh viện triển khai chương trình Vì một niềm tin về hạnh phúc. Miễn phí toàn bộ dịch vụ khám, chẩn đoán di truyền tiền làm tổ, sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống nghiệm cho các cặp vợ chồng mang gen bệnh di truyền và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cho đến nay đã có hơn 20 cặp vợ chồng tham gia chương trình và 12 em bé khỏe mạnh ra đời. Một việc làm nhỏ góp phần xây dựng một xã hội có chất lượng dân số tốt hơn. Phía sau tiếng khóc con yêu chào đời là nụ cười của bậc cha mẹ. Phía sau rất nhiều gia đình hạnh phúc là một xã hội lan tỏa tình yêu thương. Với tâm niệm mang mật ngọt cho đời, khoa hỗ trợ sinh sản và nam học trở thành nơi ươm mầm thành công hàng chục ngàn em bé, đem lại hạnh phúc vô bờ cho các cặp vợ chồng và gia đình khao khát có con. Được chứng kiến, cảm nhận thật nhiều yêu thương mỗi ngày là động lực lớn nhất để khoa hỗ trợ sinh sản và nam học nói riêng và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói chung không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, trở thành lựa chọn uy tín hàng đầu trong điều trị vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam, xứng đáng với niềm tin của người dân vào bệnh viện tuyến cuối chuyên ngành sản phụ khoa của cả nước.